Rồi, tiếp tục bộ đồng nha cả nhà ha. Bộ đồng tục tiếng nha. Quá phê cho con bội luôn cả nhà ha. Nước ngồi là nói là kèm bài nói chung là rất là hay nha cả nhà ha. Nước gù thì khá là tốt nha cả nhà. Chim nó rụng lông nha cả nhà ha. Rụng mất lông cánh. Đó, cả nhà xem và tự thẩm nha. Nếu thấy hay cho em xin một like, một đăng ký nha. Để em có động lực làm những clip tiếp theo cho cả nhà xem nha. Cườm này cườm lốc đen cả nhà ha. Cườm lốc đen khá là nhiều nha. Rồi, cả nhà xem clip và tự thẩm nha. Và cả nhà nào cần bội cứ liên hệ trực tiếp cho em. Cả nhà xem. Quá là đẹp nha cả nhà ha. Chim dung này là mướt nha cả nhà. Nói chung em đi đúng vùng này là chim bài tốt, rất là tốt nha cả nhà ha. Kèm bài nói chung là rất là tốt. Rồi, em tạm ngưng video này nha. Chào cả nhà nha.